Hôm nay mình giới thiệu bạn cái bật lửa để bàn, hộp nhạc cổ, sản xuất 1940 đến 1950, thập niên 1940 1950, kiểu dáng loa kèn rất là đẹp nha bạn. Gắn loa kèn nha. Này là bật lửa để bàn nha, có hộp nhạc luôn nha. Đây thì này của Nhật Bản nha, sản xuất nha. Thập niên 1940 đến 1950 nè, Made in Japan. Đây có lên dây cót. Một con ốc là để mở ra là để châm xăng nha, một một con ốc là để đá lửa. Rất là đẹp nha bạn. À đây mình cũng có thông tin của nó nè. Đó, trên mạng có hết nè. Này là có từ thập niên 40 đến 1950 nè. Đó. Đó. Ở eBay bán có một con 6 watt luôn á. Mà nó tới giá tới 2 triệu mấy là chưa tính phí vận chuyển nha. Cái bật lửa để bàn này là nó nặng tới chắc cũng cỡ hơn ký á. Bật lửa để bàn kết hợp hợp nhạc kiểu dáng cổ điển, kiểu dáng máy máy hát đĩa loa kèn. Rất là kính xăng nhảy lửa nha bạn. Rất nhảy lửa nha bạn.